Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cà phê hotline trong buổi sáng ngày hôm nay. Một vấn đề về an toàn giao thông tại khu vực Hà Nội được rất nhiều người quan tâm đó là tình trạng xe ba gác vẫn đang xuất hiện tại các tuyến đường ở phía trung tâm thành phố. Tại Hà Nội thì lệnh cấm xe công nông, xe ba gác cũng đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân ở quận Hai Bà Trưng thì một số quận thuộc trung tâm thành phố Hà Nội đến nay thì các loại xe này vẫn đang ngang nhiên hoạt động bất chấp pháp luật ngay trên phố theo đó đoạn clip này được người dân ghi lại ở phường vĩnh tuy một xe công nông chất đầy đất xây dựng vô tư lưu thông trên phố đoạn qua cầm cầu Vĩnh Tuy. Thậm chí thùng xe cũng không được che chắn cẩn thận, có thể rơi đổ đất đá bất cứ lúc nào, gây nguy cơ về mất an toàn giao thông cho người đi đường. Khói bụi tiếng ồn từ những chiếc xe công nông này gây ra khó chịu cho những người cùng tham gia giao thông. Không những thế, theo người dân, tài xế xe công nông chủ yếu là người địa phương, chưa có giấy phép lái xe, thường chở hàng hóa rất cồng kềnh, che khuất tầm nhìn của cả người điều khiển phương tiện, rất dễ gây ra tai nạn. Người dân đề nghị chính quyền địa phương sớm xử lý rứt điểm tình trạng trên.